stick của mình lên vì chúng ta sẽ bắt đầu bằng một nhạc phẩm tình yêu, hiểu không ạ? Và như mỗi lần mà tôi quay trở lại với sân khấu của một trường đại học thì anh tôi luôn đã dạy tôi rằng là các bạn hãy yêu tuổi trẻ của mình, yêu môi trường của mình và hãy luôn luôn có tình yêu ở trong trái tim với các bạn. Yêu đi thôi, chẳng phải chờ đợi gì hết nữa. Thế nên bài hát đầu tiên, DJ Block It. Hải đâu tàn bằng càng biển liệt đi. I'm Jerry baby, I say my cheese. Anh giữ nắm
chân bay, ta đang đuổi bắt trong âm thanh. Anh hát đi, hát đi, hát đi. Please give me a beat when I'm making breakfast. Baby, please give me a beat when I'm making breakfast. Muốn làm cho em một bữa sáng thật kéo khi mà bên mình một bài thể dục ở giữa hàng thật cùng hát một bài. Em giờ em muốn đôi môi em và chấm cho em một cái tần này ba chặt chiu cho anh chờ thật thế đi đi. Anh đưa em lên sofa xem phim như là CGV. I'm fighting on the spot, table means a CG. Em ơi lên đây đủ đôi để từ Tây Ban Nha xem phim đi gì. Lên lên trên du thuyền mà anh mà đâu đây. Anh từng đi lấy lời thù thì anh đâu đây. Anh cũng không phải thích, mỗi cho em phải điều mà. Baby, please give me a beat, để tiếp này anh let's go. Please give me a beat when I'm making breakfast. Please give me a beat when I'm making breakfast. Please give me a beat when I'm making breakfast. Baby, please give me a beat when I'm making breakfast. Ở hô ta ca em, ngồi ngả lưng ra sofa, chỉ ba tuổi hai. Thêm ba lần Coca-Cola và soda, chân tay ngồi bước qua cánh cửa, gặp mặt em Aloha. Có cái đau hoài, bởi em không quan tâm chỉ vài ba đô la. Cũng chẳng phải như đi đi đi. Anh không phải là ngốc, cũng chẳng lấy sâu như easy đi. Mà why believe em trước màn hình là DVD. Em muốn sao không xong hết vì anh không phải LGBT. Lạch thức thì giác em là phô mai. Em ôn tình như Jerry Jerry mà buồn thương ngây ngất. Em như là Blueberry. Em thấy kẻ smoke cũng biết em là mê phim. Dù tình ta Yeah.
từng ngày trôi qua bao tình người ta nhau lại thêm đau âu. Người vui trong bao lâu và nhiều buồn đau tròn sâu. Đôi mắt xuyên ra nồng ấm giờ này đã xa xăm. Em vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm và cứ ngỡ trong năm. Từ đường quê, từ đất đi bên xe sẽ cố trong năm. Nhưng nhìn quê tôi như con nước mà nó đã cố là xa. Sau tất cả anh chọn không được để em cố và anh tự hỏi và điều đó không có nào giúp cho em. Và đấy, có anh em bên cạnh là điều hạnh phúc lớn nhất của mình. Và tiếp theo là chuyên mục quảng cáo. Và không có gì tuyệt vời hơn là chúng ta mang một nhạc phẩm chưa release ra để quảng cáo. Nó sẽ khá mới lạ, và không biết là nó sẽ như thế nào nữa, nhưng mọi người sẽ đón nhận đó nhá. Bài hát tiếp theo, Say. Let's go! Say something! Hey! 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 Hey
Có những ngày lưỡi thật lười, thế là không thể làm gì cả. Thật tự để mọi người vẫn cười dù cuộc đời này còn nhiều vất vả. Những suy nghĩ buồn về lòng toàn, bây giờ tất cả tâm trí thì đang nhìn ở trên mây. Thằng người dưới đất hạ, nhưng mà như ta đã nói hôm nay ta buồn lưỡi thật lười. Mà cũng muốn có một vài anh em câu chuyện cười thật cười. Sao ba chuyện nhạc, chuyện anh, chuyện em, chuyện về cuộc đời. Và đối với ta như vậy cũng có thể coi là điều tuyệt vời. Ở đây ai sẽ nghe bài hát này khi nó được release? Ở đây ai sẽ share bài hát này khi nó được release? Tại sao chúng ta yêu nó như thế nào? Vì chúng ta phải có các bạn bị quá cháy đó. Anh bị đốt cháy bởi cái từ năng lượng của Đào Kinh Dương ngày hôm nay bắt đầu. Không còn áo khoác, không còn gì hết nữa là chẳng còn gì hết nữa là hôm nay tôi nhớ về cái ngày mà còn được đi học đại học và tôi thể là các bạn với năng lượng nguyên thủy nhất của Di Đăng Kỳ. Và hôm nay đừng gọi tôi là Di Đăng Kỳ, hãy gọi tôi là Đặng Mai Việt Hoàng. Cuối cùng của buổi tối hôm nay, trong số các bạn sinh viên đây, bạn nào đang có công việc part time? Đây là số. Luôn luôn cố gắng để có thể theo đuổi đam mê và tình yêu của mình, đúng không ạ? Đúng. Và mặc dù đi làm thêm vất vả nhưng phải nhớ đến việc học. Chắc chắn là như thế bởi vì các bạn là những y bác sĩ, đúng không? Xung quanh tuần tra như không bắt đầu. Khi dân biến lên tận đời, biết rồi khi anh chỉ
Đây là GW 151. Thank you, Visa.